chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với video của mình. Mình giới thiệu, mình là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường EDIC và sinh viên của mình là CLV khóa 4HP016. Chào mừng mọi người đã quay trở lại bộ môn phát triển tín hiệu. Ok, thì cũng giống như là những buổi trước, mình đã đưa ra cho bạn một số những cái kiến thức về cái việc phát triển tín hiệu và nêu ra những mục đích của việc phát triển là gì. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói sơ qua và nói khái quát lại một số những nội dung chính ở những buổi trước. Đúng nào? Thì đối với bạn là tên cái thương hiệu của mình nó mang lại cái lợi ích gì, và cái tên thương hiệu của mình thì nó sẽ tại sao ai là người sẽ tạo ra những cái tên thương hiệu đó, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta phải nói đến là cái việc thương hiệu ấy, nó là một cái tên gọi, là cái tên gọi, một cái pháp danh của mình để sao ạ, dùng nó để lưu truyền, giao thương với các nước khác này, buôn bán này, kinh doanh này, đấy là cái gọi là thương hiệu. Đúng nào, thương à, chứ thương là kinh doanh mà, đấy, giao thương mà, đấy, thì nó sẽ gọi là chúng ta sẽ dùng cái pháp danh đấy của chúng ta để chúng ta đi buôn bán, đấy, nói chung là vậy. Vậy thì ai ở đây là sẽ là người cần phải có được những cái tên thương hiệu, là hoặc là ai là người cần phải là như là đặt cái phát triển thương hiệu cá nhân lên, thì ở đây tất cả chúng ta đều phải, ai cũng phải là phát triển thương hiệu cá nhân, bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta muốn có một cuộc sống sung túc, muốn có một cuộc sống mà đầy đủ ấm no, thì chúng ta cần phải có một cái pháp danh, chúng ta cần phải có một cái tên gọi, bởi vì để mà khi mà ai nhắc đến tên của mình thì biết ngay là người này họ làm gì, đúng không ạ? Người này họ làm cái gì, họ bán cái gì, và dạo này là họ kinh tế của họ như thế nào, đúng không ạ? Đấy, có thể biết là thứ nhất là họ biết là cái tên để sao lưu truyền đấy, họ để họ gọi một cái tên gọi để biết là thứ nhất là mình là ai và mình làm gì đã. Chưa nào? Ok, thì cái tên thương hiệu này nó có những cái đặc điểm đặc biệt gì, đúng không nào? Đấy, và lựa chọn tên thương hiệu như thế nào là đúng, được chưa? Hoặc là mình đặt tên thương hiệu của mình như thế nào là đúng và nó phù hợp không, thì mình ở đây mình sẽ có những yếu tố. Thứ nhất là tên thương hiệu thì mình cần phải có cái nhịp điệu trong đấy, đấy có được những cái gọi là dễ nghe này, dễ nhìn này, dễ hiểu này, dễ đọc này, dễ viết này, đấy. Thì khi nhìn vào thì nó sẽ dễ đọc viết và đưa ra được cái tên hiệu nào mà nó độc lạ, nó sẽ gây ấn tượng mạnh đến cho người được nghe và người ta sẽ dễ nhớ hơn đấy. Hoặc là trong cái tên hiệu của mình thì mình cần phải đưa cái cảm xúc của mình vào đấy, và mình phải truyền trao được cái giá trị gì đấy trong cái tên đấy, được chưa? Đấy, ví dụ như chúng ta đặt một cái tên ví dụ như là Suri, mình có lên trên mạng search thì có một cái tên Suri rất là hay. Thì nó Suri ở đây là một tên tiếng nước ngoài, thì nó mang một cái ý nghĩa như thế này. Thì đối với lại dân Do Thái thì có ý nghĩa là hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ thì theo các bạn thì mà tượng trưng cho sự quyền lực, sự quý phái của người phụ nữ, đúng không nào? Đấy, và theo tiếng của Tây Tạng thì nó sẽ dịch ra nghĩa là nàng công chúa nhỏ. Đấy, thì cũng rất là kiểu dễ thương, nhỏ nhắn khi mà cái tên Suri này đọc ra, đúng không nào? Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái bốc bút danh này của mình để đặt cho một cái thương hiệu, cái thương hiệu của mình khi mà mình lưu truyền, muốn bán, muốn thương đấy. Và mình phải xác định trước là mục đích của mình sau này là thương hiệu để làm cái gì, là phù hợp với ngành nào đấy. Hoặc là mình lên núi thì mình phải có một bức danh khác này, mình ở thành phố thì mình có một bức danh khác này, hoặc là mình đi nước ngoài thì mình có một danh khác này đấy. Thì ở đây mình có một cái tên rất là hay nữa, đấy là gọi là phong tổng. Tổng ở đây nghĩa là không là gió, là gió cuồn cuộn đấy. Tổng là như nào? Tổng là nghe đến tổng mọi người sẽ nghĩ đến nghe đến Trung Quốc ạ, mấy ông tổng tài ạ đấy. Và phong tổng thì nó giống như là một ông tổng tài, gió đi mây với gió đấy ạ, ông tổng tài này rất là giàu có, rất là điển trai, đúng không ạ? Đấy, rất là cool ngầu đấy. Tất cả cái tên thương hiệu thì nó sẽ đi theo mình đến suốt đời. Đấy, cho nên là chúng ta khi chọn lựa thì chúng ta phải kiểm soát rất là kỹ, không phải một ngày hai mà chúng ta đã tạo ra một cái tên, được chưa? Đấy, có nó có phải có quá trình tìm hiểu sâu sắc và cái việc là tạo thương hiệu cho mình nữa. Cái việc đặt tên rồi nhá, mình cũng mất công tìm hiểu rồi, còn việc tạo thương hiệu cho nó nữa cơ, nó là mất một quá trình rất dài để mọi người biết đến mình. Hãy dùng thêm một chút kỹ năng tưởng để mình nghĩ bản thân mình cao một chút, để mọi người nhìn vào cũng hưởng cái ánh hào quang đấy. Và mọi người, một người thì đã ok rồi, nhưng mà hiệu ứng ấy, theo kiểu ứng thì rất là nhiều người đều biết đến tên của mình và đều nghĩ mình như vậy, thì cái hiệu ứng phát tỏ mình nó rộng lớn, nó rất là đẹp, được
chưa? Đây là cách mà mình đưa ra các bạn để các bạn có thể tìm hiểu. Và hãy ngay bây giờ đặt cho mình một cái danh hiệu, một cái nhãn hiệu của bản thân mình để sau này phục vụ một cái mục đích gì đấy mà mình có thể chưa biết. Nhưng mà mình cứ xây dựng bây giờ đi, xây dựng từ bây giờ để sau này biết đâu mình có thể tạo lập một cái thành phố, một cái công ty lại, hoặc là mình bán một cái gian hàng đấy chẳng hạn thì nhiều người biết đến hơn, đúng không? Thì giống như các TikToker chẳng hạn đấy, thì thường thường các TikToker thì bây giờ TikTok là một nền tảng khá là nổi rồi, các bạn cũng biết đấy. Cái việc mà trao đổi này, cái việc là gọi là TikToker mà chuyển sang hướng sang kinh doanh ấy là dần nhiều. Thế thì họ phải xây dựng cái hình tượng, lý tưởng là chính là họ có cái tên rồi và họ chơi TikTok lại nói chuyện với các bạn nước ngoài, ngại like, BK các kiểu các bạn. Đấy, sau đấy thôi, sau đấy dần dần nhỏ, họ mở rộng thiên sang hướng kinh doanh. Đấy thì khi hiểu kinh doanh thì mọi người, tất cả mọi người đều biết đến họ rồi. Đấy, và cái việc doanh thu của họ nó vào ầm ầm thì mình có thể không biết đến. Đấy ạ, và đến sự sức hút của cái việc là tạo nên thương hiệu và được nhiều người biết đến là như vậy. Đấy, nó dễ dàng trong việc kinh doanh hơn. Và khi rõ ràng so sánh những việc là mình có thương hiệu trước và mình chưa có thương hiệu, và người nổi tiếng và người không nổi tiếng nó sẽ khác. Được chưa nào? Đấy, rất là nhiều người còn sẽ đổi lên bằng cách là hưởng cái chức ánh hào quang của người nổi tiếng. Ví dụ như là mình muốn được nổi tiếng theo cái hướng ca sĩ ạ, thì mình chơi và mình chụp ảnh cùng với những người ca sĩ. Thì trước đấy chụp ảnh cùng người ca sĩ rồi, thì sau khi một thời gian thì họ nhìn vào cái profile của mình ấy, thì mình thấy người này có chơi với ca sĩ này chẳng hạn, khá ca sĩ này rất là nổi tiếng này, rất là giàu chẳng hạn như vậy. Đấy thì mình và thân mình cũng được hưởng cái ánh hào quang từ cái người nghệ sĩ đấy, được chưa? Đấy là cách của chúng ta thường rèn luyện cũng như là xây dựng cái phát triển thương hiệu cá nhân của mình, được chưa? Hãy phát triển thương hiệu cá nhân ngay từ bây giờ nhá. Chúng ta còn chưa quan trọng là chúng ta cần lấy lòng mục đích gì, hãy cứ đặt đi, đặt cho nhiều người tốt, đặt cho nên đặt để mình hiểu sâu xa, và đặt trên cái phương diện là sẽ đọc, sẽ viết, sẽ nghe, sẽ hiểu này, có cảm xúc này, nhấn nhá này, hoặc là có nhịp điệu vào trong đấy, và phải mang được cái thông điệp truyền thông vào trong cái danh hiệu của mình, được chưa? Thì mọi người biết đến là tại vì cái danh hiệu nó đi theo mình suốt đời mà. Ví dụ mình làm công ty chẳng hạn, thì cái tên đấy nó theo mình suốt đời, thì nó gắn bó cuộc đời của mình, thì mình phải biết cách để chọn lựa ra một thương hiệu làm sao thật là đúng đắn. Còn nếu như các bạn chọn sai thì các bạn phải trả giá rất là nhiều cho cái tên thương hiệu của mình, được chưa? Đấy, cho nên là các bạn hãy cứ tự tin nhá, tự tin vào đặt cho mình thật nhiều và sau đấy chọn lựa nhá, chọn lựa đến khi nào có thể phù hợp với cái mục đích và cái mong muốn của mình thôi. Đấy, thì còn bây giờ thì tất cả những cái ý mình muốn nói với các bạn mình đã đưa hết rồi. Mọi người có thắc mắc hoặc là có những câu hỏi gì cho mình ý, thì hãy để cho mình comment nhé. Mình sẽ luôn luôn vào và luôn luôn giải đáp những thắc mắc của các bạn, để sao các bạn hiểu rõ nhất này, để mình các bạn cùng thể truyền nhau những cái kiến thức thật là hay và bổ ích. Hoặc là các bạn có góp ý gì nhá, cũng hãy để cho mình comment, mình sẽ luôn luôn nâng cao cái tinh thần học hỏi đến với các bạn. Bởi vì ở đây chúng ta mục đích là mình và các bạn đều học hỏi với nhau, trao đổi kiến thức của bạn với nhau, chứ không phải là mình chỉ là truyền cho các bạn thôi. Cho nên là mình rất là mong muốn các bạn có thể gửi những cái clip hoặc là bình luận cho mình được những cái kiến thức hay để mình có thể vào học tập các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì chắc là mình xin phép được dừng video ở đây. Chúc mọi người rất lành. Xin chào.